Cần cái gì phải xa hoa nhiều đâu, tất cả dân chơi thì họ cũng biết ạ. Nếu mà chơi thì nó là mấy trăm triệu. Thế nhưng mà chỉ cần rất là tầm tiền thôi ạ, một đôi loa này với một cái âm ly ạ, với một cái vang và một đôi mic ạ. À đây là bây giờ là mình đã cũng sẽ mình cho cả nhà nghe cái đôi con thơ 77 và mới về nhá. Còn bây giờ là chiều
triệu nhá. Đô la tầm dưới 10 triệu thì đây cô cũng tiền tầm trung thôi mà. Chứ còn đôi đắt thì nó tầm ngoài 20 hay mấy triệu. 30 triệu là đôi hơn 30 triệu đôi 99A nhá. Và anh đuối không không phải nghe biết nhạc vàng không nói. Ngày xưa thì mình hay hát lắm Nguyễn Giang ạ, à, nhưng mà bây giờ là nó đau họng lắm, không hát được. Sorry cả nhà nhiều. Em ơi anh đừng lấy cái đấy, anh đừng thử cái đĩa đấy. Anh đừng thử cái đĩa đấy, đĩa nhạc, anh ơi. Tắt ngay trên mạng, nó cắt. Cái đấy là đĩa bản quyền của đĩa bản quyền đấy, mình không được phép vào kênh. Cái... Đúng rồi, nó kiểm duyệt mà. Rồi thì đám cưới anh em ở lại nhá. Bỏ đi mẹ hết tất cả dòng em tưởng là qua cái này nó xử lý tiếng rồi không, nó sẽ không thật không
không, nó giấu thay cái những cái ai quay của mình ấy. Rồi, cái này là số mà. Đúng không? Đây là cơ. Mình bỏ hết số rồi, ván cơ này nó rất là dễ cho mọi nhà cả nhà vì nó dễ chỉnh. Số thì mỗi khi mà các bạn dùng đấy, các bạn là phải mở phần mềm ra, phải chỉnh lại nó mới hay được. Đúng rồi. Còn cứ để thế thì dùng vẫn được. Bây giờ ví dụ quẩy con này đúng rồi, cái này là một bộ, đúng rồi, nó có hợp không? Có chứ, hợp hay không thì mình cứ đấu mình nghe thôi. Tất cả những cái này đúng là một bộ, đúng rồi. Xong ra tiếng là chuyển loa thôi, anh thích loa nào anh chơi. Cái dòng này cũng giống như con này mà, cũng giống thôi, chỉ khác màu thôi. Đúng rồi, không màu, con mờ giờ nó giống như con mờ giờ vàng đấy kìa. Đấy, con này chơi là mờ giờ. Đây Nguyễn Hiếu ơi, đang nghe con Vích To đây này, Nguyễn Hiếu này. Giống như con Vích To của Nguyễn Hiếu đúng không? Của Hiếu là 5211 đúng không? Còn đây là con này là 1111. Của Hiếu là 5211 đúng không? Rồi, yêu thương còn đâu. Cả nhà khỏe bình an nhé, cuối tuần vui vẻ bên gia đình bé nhỏ của mình nhé.